To break the Thanh Thúy cạnh tranh với 7 ngôi sao nữ thể thao Việt Nam cho danh hiệu Cúp Chiến thắng 2023. Với những thành tích xuất sắc trong năm 2023, đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy đã lọt top đề cử vận động viên nữ xuất sắc nhất năm Cúp Chiến thắng. Sau một năm bận rộn với SEA Games 32 trên đất Campuchia và ASEAN 19 tại Hàng Châu, những thành tích xuất sắc của thể thao Việt Nam sẽ được kết động lại với cuộc đua tới Cúp Chiến thắng 2023 giải đấu được ví von như Oscar của thể thao Việt Nam. Trong một năm 2023 bùng nổ của bóng truyền nữ, đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy là cái tên không thể thiếu trong danh sách đề cử giải thưởng nữ vận động viên của năm. Hạng mục này cũng chứng kiến những đối thủ rất nặng ký như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền Điền Kinh hay Trần Thị Ngọc Yến Cầu Mây. 4T vẫn được coi là một trong những vận động viên nhiều fan hâm mộ hàng đầu thể thao Việt Nam, tinh thần thi đấu quả cảm, luôn nỗ lực hết mình của đội trưởng đội tuyển bóng truyền nữ đã trở thành thương hiệu là đầu tàu ghi điểm và lĩnh sướng tinh thần cho các đồng đội tiến về phía trước. Thanh Thúy giúp bóng chuyển nữ Việt Nam tạo nên một năm 2023 giàu cảm xúc với chức vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á, vô địch AVC Challenge Cup, giành vé tham dự FIVB Châu Gơ Cup, hai lần hạng nhì CV League, vô địch đài truyền hình Việt Nam Cup, hạng 4 AVC Championship và hạng 4 ASEAN. Đa số các giải đấu lớn Thanh Thúy và các đồng đội đều thi đấu ấn tượng, đạt thành tích vượt ngoài mong đợi của giới chuyên môn và người hâm mộ. Ngoài những đóng góp cho đội tuyển quốc gia, chủ công người Bình Dương cũng là vận động viên Việt Nam hiếm hoi thi đấu thành công trên đấu trường quốc tế. Trong màu áo PFU Lucas, Thanh Thúy là một trong những vận động viên nổi bật nhất, luôn nhận được niềm tin tuyệt đối của huấn luyện viên Sakamoto và sẵn sàng thi đấu nhiều vị trí chủ công, phụ công, đối chuyển. Khi đội bóng gặp khó khăn về nhân lực, dù phải cạnh tranh với 7 ứng cử viên nặng ký nhưng Thanh Thúy rõ ràng là cái tên rất nặng ký cho danh hiệu nữ vận động viên xuất sắc nhất năm cúp chiến thắng 2023, cúp chiến thắng lần thứ 7. Giải thưởng thường niên được ví như Oscar thể thao Việt Nam đã chính thức công bố và khởi động từ ngày 1 tháng 11. Giải thưởng cúp chiến thắng lần thứ 7 năm 2023 với sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiều nội dung đổi mới, hứa hẹn sẽ tạo nên những thành công và sức bật mới. Cúp chiến thắng 2023 có 11 hạng mục. Nam vận động viên của năm và nữ vận động viên của năm là hai hạng mục đáng chú ý nhất. Ở hạng mục Nam vận động viên của năm, Kinh Ngư Nguyễn Huy Hoàng 4 huy chương vàng SEA Games 32, hai huy chương đồng ACS 19, và xạ thủ Phạm Quang Huy là hai ứng viên sáng giá nhất. Trong khi đó, chân chạy Nguyễn Thị Oanh 4 huy chương vàng Điền Kinh SEA Games 32 và chân giải bóng truyền Trần Thị Thanh Thúy tốt 4 ACS 19, huy chương bạc SEA Games 32, nhiều khả năng sẽ là hai cái tên cạnh tranh ở hạng mục nữ vận động viên của năm. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy là ngôi sao sáng nhất của bóng truyền nữ Việt Nam vào lúc này, đó là điều không cần phải bàn cãi. Sau quãng thời gian dài tập trung và thi đấu rất nhiều giải trong màu áo đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam, với đóng góp rất lớn của Thanh Thúy, tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam giành quyền vào top 4 của giải vô địch châu Á 2023. Giải thưởng cúp chiến thắng gồm 11 hạng mục với hàng loạt ứng viên đã chiến thắng cả ở SEA Games 32 và ASIAD 19. Tổng mức giải thưởng là 750 triệu đồng. Ngoài mức thưởng 100 triệu đồng cho gương mặt giành chiến thắng ở hạng mục nam vận động viên của năm và nữ vận động viên của năm, ban tổ chức cũng quyết định nâng gấp đôi mức thưởng cho hạng mục đội tuyển của năm từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng. Đêm gala trao giải dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 1 2024.